Hello, TV Dũng Cây xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn cái cách bón cho cây hoa mộc hương nhanh lớn nhé. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, thì đúng hẹn lại lên hôm trước thì Dũng đã hứa với quý vị và các bạn là bón phân cây hoa mộc hương. Thì hôm nay Dũng sẽ bón phân cây hoa mộc hương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì Dũng bón phân cho cây hoa mộc hương chủ yếu là dùng bằng phân hữu cơ, chẳng hạn như là những phân phân gà ấy. Vâng, Dũng chủ yếu dùng phân chuồng hết quý vị các bạn nhé, dùng phân gà là chủ yếu. Thì đây là một bao phân gà này. Dũng thì báo cáo quý vị các bạn làm cây, cho nên là cứ thỉnh thoảng lại phải đi mua hàng chuồng, hàng trăm bao về cứ xếp chất vào đấy, cứ xong là về là làm dầm. Và thì Dũng quay máy lại. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây là gốc của cây mộc hương. Thì báo cáo quý vị các bạn là do thời tiết hôm nay mưa quá nhiều luôn, cho nên cỏ cứ tốt hết, không thể làm được quý vị các bạn nhé. Đây là cái hố mà ngày trước Dũng đã đánh đi cây hoa trà ni, giờ còn lại hố. Đây là một bao phân nguyên nha quý vị các bạn nhé. Thì trước là có cái đất mà Dũng đánh cái trà thì nó hơi hót lên một chút. Cái ngày trước hôm đấy là Dũng đánh lên xong bắt đầu hót đất ở đây hơi nhiều, giờ lại bị hót ra lại hố. Để cho nó hở cái chân gốc ra quý vị các bạn. Lại hố trước mắt quý vị các bạn nhé. Đấy, đồng thời là chúng ta cuốc một phía cuốc một phía để trộn đều phân lên quý vị các bạn. Chúng ta bón là không được cuốc vòng quanh cây quý vị các bạn nhé, sẽ ảnh hưởng đứt lên rễ. Thì chúng ta cứ bón xa cây ra một chút. Đấy, Dũng bón ở giữa này thì nó sẽ được ăn cả hai cây quý vị các bạn nhé. Một là cây hoa mẫu đơn, hai là cây mộc. Đây còn 1/3 tải nữa. Phần thì Dũng sẽ đổ đều lên trên. Đây, Dũng sẽ đổ đều và đồng thời sẽ gạt lên trên bề mặt một lượt phân như thế này. Chúng ta không sợ sót đâu ạ. Gạt đều một lượt này xong bắt đầu nó mưa, rồi mình tưới nước sẽ ngấm cho nó ăn dần quý vị các bạn. Thực ra mộc nó phân gà thì hầu như cây gì cũng có thể bón được quý vị các bạn nhé. Đấy, thế là Dũng đã bón xong cây mộc này quý vị và các bạn này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì đây là cây mộc và Dũng vừa bón phân xong nhé. Phải nói là cây này thì Dũng đều là cây mộc tuyển, Dũng trồng từ bé. Từ lúc mua một ngón tay thì đã lớn tầm này quý vị và các bạn nhé. Đấy thì phải nói là cây này thì cực kỳ nuột nà mà đẹp. Và cây lên phát triển rất đều, rất khỏe. Tán bàn trà, cây thoát thân được hơn 1 mét quý vị và các bạn ạ. Thật luật từ gốc lên ngọn. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì năm nay do cái thời tiết nó mưa quá nhiều luôn, cho nên là hoa cây thì hoa không thể lên được quý vị các bạn ạ. Đây, những cây mẫu đơn của Dũng thì mọi năm là hoa cực kỳ đẹp rồi, nhưng năm nay thì hoa rất chán quý vị các bạn nha. Đây, chúng ta thấy là hoa lẩy cỏi rất chỉ là chán. Đây, Dũng sẽ view cho quý vị các bạn xem, quan sát cái cây mộc. Cái cây mộc mà Dũng đã trồng và chăm sóc cái đợt trước, cái năm ngoái Dũng trồng. Trồng đợt trước đây. Đấy, thưa quý vị các bạn, thì cây này Dũng đã uốn theo kiểu lối tán cổ. Đây, dăm mầm lên rất chỉ là đẹp quý vị các bạn nhé. Cây này, chính vì cây này Dũng đã chia sẻ quý vị các bạn cái uốn vít cành cho nó mọc răm đây. Quý vị là các bạn thấy là gì? Được một bộ răm rất chi là hoàn mỹ mãn mà đẹp đây. Những cái mập của nó đã lên to gần bằng cái mập to cái đã bằng ngón tay út quý vị các bạn. Phải nói là uốn khi uốn xong lên cực kỳ như ý. Đây, quý vị các bạn thấy nhá, nứt ra lên rất là dày dày răm. Cái này được bằng lên gần bằng ngón tay út đây. Đấy. Làm lên rất nhanh và đẹp. Cho nên là cái cách bón phân thì nó rất chỉ là hay. Cái chỗ là Dũng thường thường là bón phân gà quý vị các bạn nhé. Phân gà thì nó khi dễ bộ rễ phát triển cây lên rất khỏe mà rất tốt. Đấy, chúng ta nhìn là cái bộ tán của cây Dũng đã tạo rất dày và rất đẹp, đúng không ạ? Vâng, thì năm nay thì hoa đơn thì nó kém. Vâng, em đây chị. Và sơn gọi. Em ở trên nhà. Vâng. Vâng. Không lên được chị ơi. Nhà em hôm nay chú em có cỗ hôm cưới nữa, em còn để chú hôm nay lại mặt. Không đi được, ông nói hết. Đâu mà cả nhà đi, ông kinh lắm. Ông ở cùng xóm mà, ở làng mà, ông bảo nào phải theo thế. Nhận nhời rồi. Vâng nhé, thì khi khác quan trọng gì đâu. Thôi khi khác kìa nhé. Ui, lo cái gì nữa là được nhé. Hôm sau lên, tuần tới lên ăn bù. Và vẫn còn thịt chị nhé. Anh em chào chị. Năm nay thì báo cáo quý vị các bạn là mưa sương. Cho nên là mưa rồi sương muối, sâu bệnh rất chi là nhiều rồi. Đấy, cái sâu nó đùn ra này, ăn hết cái hoa cũng hoa như này. Thực ra đây sâu quấn nõn này. Đây con sâu đây quý vị các bạn này. Con sâu nó nhả tơ nó nằm trong này. Đấy. Và đúng thời tiết thì cái cụ vẫn có câu không thể cưỡng được ý trời quý vị các bạn. Thì năm nay quyền nhà Dũng cũng còn mưa kỷ lục luôn. Đến bây giờ đến tháng 5 thì 12 tháng 6 này, tháng 5 âm lịch rồi. Và tối vẫn phải đắp chăn quý vị và các bạn, vẫn rét. Mới được có 2 hôm nóng ở đâu lại rét. Cho nên là đúng thời tiết hôm nay trồng cây rất chỉ là vất vả.
hoa lên, cây không lên là chỉ có cỏ lên được quý vị các bạn. Đây, Dũng chia sẻ quý vị các bạn bón phân cho cây mộc thế. Quý vị các bạn cứ yên tâm, bón chăm mọc lên rất nhanh và đẹp ạ. Bởi vì Dũng bón và Dũng chăm rất nhiều lần để quý vị các bạn nhé. Đây là quý vị các bạn cứ yên tâm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Quý vị xem hay nhớ đăng ký like, đăng ký kênh YouTube nhé.